Xin được chuyển sang vấn đề nông nghiệp đáng chú ý. Thưa quý vị, ảnh hưởng từ hiện tượng thời tiết El Nino. Từ nhiều tháng trước thì các chuyên gia đã dự báo nhiều địa phương trên cả nước sẽ phải đối mặt với một mùa nắng nóng khô hạn kỷ lục. Theo ghi nhận trong tháng 3, nắng nóng gay gắt kéo dài, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm, từ 0,5 tới 1,5 độ C. Và tại đồng bằng sông Cửu Long, từ đầu năm đến nay nhiều đợt xâm nhập mặn tiếp tục xảy ra, trong đó đỉnh điểm là tháng 3 khi đợt xâm nhập mặn xuất hiện với danh mặn cao và vào sâu các con sông. Và đáng chú ý là các chuyên gia dự báo nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài và tình trạng thiếu hụt nguồn nước xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước. Và sau đây sẽ là ghi nhận tại Đắk Nông, địa phương có khoảng 8.000 hectare cây trồng đứng trước nguy cơ thiếu nước tưới. Ghi nhận tại Đắk Nông, nắng nóng kéo dài nhiều tháng đang khiến cho nguồn nước trên nhiều ao hồ sông suối dần cạn kiệt. Nguồn nước từ các ao nhỏ của người dân tích trữ nước tưới cho cây trồng ở các khe suối, chân đồi cũng không còn. Khô hạn trên 20 ngày rồi. Thì nó ảnh hưởng đến cái mức độ tưới tiêu của là bà con nhân dân cái thôn này nói riêng và cả xã Đắk Lao này nói chung. Cà phê của tôi cứ 5 ngày nữa mà không có nước tưới là chặt bỏ luôn, chặt bỏ hết. Đáng lo hơn, theo dự báo từ nay cho đến đầu tháng 5, nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài. 8.000 hectare cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có nguy cơ thiếu nước tưới. Hiện chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đang tích cực triển khai các biện pháp điều tiết nước. Do đó công ty cũng đang ưu tiên tất cả các cái giải pháp chống hạn, đặc biệt là vấn đề bơm chứa nước từ các cái công trình hồ chứa mà đang có nguồn nước tương đối tốt sang những cái vùng, những công trình mà hạn chế nguồn nước. Ủy ban tỉnh đã chỉ đạo ban quản lý dự án nông nghiệp của tỉnh sẽ khẩn trương triển khai đẩy mạnh cái việc thực hiện cái dự án chống hạn ADB8 của Ngân hàng Châu Á. Vấn đề thứ hai thì qua kiểm tra thì chúng ta phải đánh giá là phải có sự hỗ trợ của Trung ương, thì cũng báo cáo với Trung ương, ban chỉ đạo phòng chống thiên tai của Trung ương sẽ hỗ trợ cái việc kinh phí từ ngân sách dự phòng để nâng cấp cái đập dâng và nạo vét các lòng hồ. Trước đó, từ đầu mùa khô, tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan chủ động phòng chống hạn hán, đề xuất Trung ương hỗ trợ cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi nhằm đảm bảo nguồn nước ổn định, phục vụ sản xuất. Vâng, thưa quý vị, không riêng Đắk Nông, tình trạng hạn hán thiếu nước đang là nỗi lo của rất nhiều địa phương trên cả nước. Tại Đồng Nai, hơn 3 tháng đầu năm đến nay, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh không có mưa. Và các chuyên gia cũng đánh giá là mùa khô năm nay thì tình trạng nắng nóng sẽ gay gắt hơn so với thường kỳ. Bởi vậy, ở những địa phương không có kênh mương thủy lợi thì nông dân không thể sản xuất vì đất đã bị bỏ hoang, ghi nhận tại xã Gia Canh, huyện Định Quán của tỉnh Đồng Nai. Cánh đồng rộng lớn trơ trọi, ao nuôi cá cũng cạn khô, không còn giọt nước. Ngay cả hệ thống cấp nước sinh hoạt của hơn 40 hộ dân tại ấp Chánh, xã Gia Canh, huyện Định Quán, Đồng Nai cũng bị hụt nước. Cái mùa này thì dân ở đây là khô khan hết, không có nước đâu. Nói thiệt luôn là nói con bò, con bê đi ăn cũng không có nước uống, chứ đừng nói là gì, khó khăn lắm. Nhiều diện tích đất nông nghiệp bỏ hoang, những diện tích còn có thể trồng trọt cũng cho năng suất không đạt. Người dân không còn cách nào khác là phải khoan giếng sâu hơn và thức đêm canh nước. Kéo nước từ xa về để cung cấp cho cái đồng ruộng bắp. Người nông dân là thiệt tha là coi như có một cái hệ thống kênh mương thủy lợi giúp cho người nông dân thì có thể là càng ngày càng tăng diện tích và tăng năng suất cho người nông dân, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Chỉ có phụ thuộc vào trong cái mùa mưa. Để hiện nay là khoảng 6 tháng mùa khô là người dân để đất trống, không thể sản xuất được. Thì cũng mong các cấp chính quyền quan tâm về cái sản xuất nông nghiệp tại địa phương, làm các cái công trình thủy lợi để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Để giải quyết vấn đề này, từ năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt dự án hồ chứa nước Cà Ròn. Thế nhưng đã 9 năm trôi qua vì nhiều lý do mà dự án vẫn chưa thể hoàn thành. Người dân vẫn mòn mỏi đợi nước mỗi khi mùa khô hạn về. Thưa quý vị, không chỉ nguồn nước phục vụ sinh hoạt đời sống của người dân và hoạt động trồng trọt, vấn đề nước uống cho vật nuôi gia súc cũng là nỗi lo của không ít địa phương trong thời điểm này. Và tại Ninh Thuận thì nguy cơ hạn hán thiếu nước trong mùa khô năm 2024 đã hiện hữu, cả chính quyền địa phương cũng như là người dân cũng đã và đang lên những kế hoạch để ứng phó và quyết không để đàn vật nuôi bị chết khát, chết đói, hạn chế thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra. Ninh Thuận xác định trên địa bàn tỉnh có nhiều vùng nguy cơ hạn hán, trong đó huyện Ninh Phước, Ninh Hải, Ninh Sơn, Thuận Bắc có nhiều xã có nguy cơ thiếu nước, riêng huyện Bắc Ái và Thuận Nam nguy cơ hạn hán toàn địa bàn.
Trước tình hình trên, ngành chức năng Ninh Thuận đang đẩy mạnh tuyên truyền người dân chủ động nguồn nước uống như là đào ao, hồ và khoan giếng để chứa nước, chuyển đổi diện tích đất sản xuất lúa, hoa màu kém hiệu quả sang trồng cỏ để cung cấp nguồn thức ăn xanh cho gia súc, hạn chế tái đàn và bán bớt những con gia súc đến tuổi bán thịt, gia súc già loại thải, không chăn thả gia súc vào giờ nắng gắt. Theo thống kê, hiện tổng đàn gia súc trên địa bàn tỉnh trên nửa triệu con, đàn lợn hơn 156.000 con và hơn 1,7 triệu con gia cầm. Thưa quý vị, mùa khô năm nay có thể là mùa khô dài nhất trong những năm gần đây. Cả khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên hiếm khi có mưa trái mùa. Khu vực Tây Nguyên, nhiều nơi 3 tháng liên tục không có mưa khiến sản xuất và sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Ghi nhận tại Đắk Nông lúc này, người dân đang chật vật tìm nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất. Hơn nửa tháng nay, giếng khoan của gia đình bà Nguyễn Thị Tươm tại xã Đắk Rông, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông đã cạn nước chờ đáy. Để phục vụ nhu cầu sinh hoạt cũng như nước tưới cho cây trồng, bà Tươm phải mua thêm đường ống để xin nước từ nhà hàng xóm về sử dụng. Bà cho biết khu vực này năm nào cũng xảy ra khô hạn, nhưng năm nay khô hạn diễn ra khốc liệt nhất. Khoan cái giếng này là năm 2007, đến bây giờ là gia đình tôi đã không có thiếu hụt nước ăn nặng nề như là tình trạng như cái năm nay. Thì đến giờ này là gia đình tôi là thiếu hụt là đến 20 ngày nay rồi. Tại huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông, tình trạng nắng nóng khô hạn diễn ra gay gắt đã nhiều tháng qua. Nhà anh Nam ở xã Đắk Rông nhiều ngày qua trở nên tấp nập người tới xin nước bởi giếng khoan của gia đình anh là một trong số ít giếng nước trong xã còn nước. Năm nay thì đôi khi được 2-3 cái giếng chẳng được một tí nào. Đây như cái giếng lẹt đẹt được khoảng độ 2-3 khối một tiếng này nhưng vẫn phải phục vụ cứu cánh cho bà con, nhất là đầu tiên là nước ăn. Về sau mới đến đất nước nông nghiệp được, và cây nông năm thì chịu được hạn hán hơn thì một chút để đỡ nước hơn, nhưng mà hoa màu đấy tưới liên tục nên thành ra là thiếu nước khủng khiếp luôn. Nên có nhiều một số nhà còn bỏ cả vườn, cháy vườn luôn. Năm nay là cái mực nước nó xuống quá trời luôn. Nhà tôi đang dùng cái máy 5 ngựa 3 pha. Đấy, mỗi năm là bơm là lên đến miệng giếng là 130 mét ống theo máy lên đó, là nó ra khỏi đầu ống khoảng 5 đến 5 60 phân. Nhưng đến bây giờ nó chỉ được nửa giật lại, 25-30 phân. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đắk Rông, huyện Cư Rút, năm nay tình trạng khô hạn tại địa phương diễn ra khốc liệt hơn mọi năm rất nhiều. Đặc thù địa phương không có các hồ, đập, sông, suối, nên người dân chỉ trông chờ vào các nguồn nước từ các giếng khoan và nước mưa. Nhưng năm nay do nắng hạn kéo dài khiến mạch nước ngầm bị sụt giảm mạnh. Nếu thời gian tới không có mưa thì hàng nghìn hecta cây trồng của bà con nông dân trên địa bàn xã sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tình hình hạn hán diễn ra trên cái diện rộng, đa số các cái giếng khoan của các cái hộ dân ở trên địa bàn thì hầu như là hết nước, bà con thì cũng thiếu nước sinh hoạt. Nước sinh hoạt thì hiện nay thì các cái hộ dân thì cũng phải tiết kiệm. Đối với các cái diện tích cây công nghiệp là có một số là đã bị héo thì do thiếu nước. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Đắk Nông, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nên tình trạng khô hạn sẽ còn diễn biến phức tạp từ nay cho tới cuối tháng 4, đặc biệt đối với những địa phương nằm ở phía bắc của tỉnh như huyện Cư Rút. Vì vậy, các ngành chức năng, chính quyền địa phương và người dân cần chủ động có các biện pháp để ứng phó với hình thái thời tiết cực đoan này để giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại do khô hạn gây ra.